Năm dấu hiệu nhà đang có ông bà tổ tiên phù hộ. Kính chào quý vị đang theo dõi kênh Triết Lý Cuộc Sống. Quý vị thân mến, đa phần chúng ta đến nơi cửa Phật để thắp hương cầu phúc, cầu may mắn cho bản thân, cầu mong gia đình ấm no, thịnh vượng, hòa thuận, hạnh phúc, phú quý. Nhưng những nguyện vọng đó liệu có thể trở thành hiện thực? Không phải do thần Phật quyết định, mà còn xem gia đình có may mắn xuất hiện những điềm lành sau đây không. Nếu gia đình nào xuất hiện bốn dấu hiệu sau, chứng tỏ gia đình đó đang được ông bà tổ tiên phù hộ. Cha mẹ mạnh khỏe, con cái gặp nhiều may mắn, tài lộc dư dả không chỉ ở đời này mà còn cả đời sau nữa. Hãy cùng nghe và suy ngẫm quý vị nhé. Thứ nhất, gia đình anh em đoàn kết, nhường nhịn nhau. Có người nói, gia đình không phải là nơi để nói lý lẽ, mà là nơi để nói những lời yêu thương. Một gia đình hòa thuận cần có sự vun đắp, xây dựng thật lòng của mọi thành viên. Những tranh cãi đôi co chỉ càng khiến cho con người ta đóng chặt trái tim. Chỉ những lời nói dịu dàng như gió xuân mới có thể âm thầm vun vén mọi điều tốt đẹp. Tình cảm anh chị em trong gia đình cũng như vậy. Kiếp này có thể sinh ra cùng cha mẹ, sống chung một mái nhà, trở thành anh chị em của nhau, chắc chắn là do duyên phận. Cho nên anh chị em cần phải biết cảm kích cũng như trân quý mối nhân duyên này. Thế nhưng thời nay, có nhiều gia đình anh chị em ruột thịt vì lợi ích mà trở thành thù, thậm chí là từ mặt nhau, tới chết cũng không qua lại. Một gia đình muốn hưng vượng, phát đạt, cần mọi người đồng tâm hiệp lực, chung sống, hòa thuận với nhau. Nếu mỗi người chỉ biết suy xét tới lợi ích của bản thân, như vậy, gia đình sớm muộn gì cũng sẽ bị chia rẽ, suy bại. Mời quý vị cùng lắng nghe câu chuyện sau đây. Mới sáng, hàng xóm đã nghe tiếng tranh cãi của hai người con bà Siêu. Đi thì thôi, hễ về nhà, anh em như nước với lửa. Nhiều người buộc miệng than như vậy. Sau khi lập gia đình, cả hai người con của bà Siêu ở riêng bởi hai cô vợ không chịu cảnh làm dâu. Tuy nhiên, các con trai bà Siêu đều sớm đổ vỡ hôn nhân. Anh Nam, con út, sau khi chia tay vợ đã đưa con trai 13 tuổi về tá túc nhà nội, trong khi anh Thắng là con trai lớn. Hậu ly hôn, vợ con dọn về nhà ngoại, anh thì đi làm ăn xa. 2 năm qua, khi tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, anh Thắng mới quay về nhà mẹ ruột và phát sinh mâu thuẫn với em trai. Anh Thắng phân trần: em trai tôi sống quá vô tư, ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Tôi đi làm ăn xa, hàng tháng đều gửi tiền về lo cho mẹ, em trai và cháu. Trong khi đó, em trai tôi không đi làm nhưng lại tiêu xài hoang phí. Còn Nam thì chống chế: anh trai cậy bản thân làm ra tiền, đối xử tệ với em út. Cứ vậy, hai bên lời qua tiếng lại khiến cho bà Siêu rất đau lòng. Rồi mâu thuẫn giữa hai anh em càng đẩy lên cao khi bà Siêu có ý định chia tài sản là mảnh đất và căn nhà mà bà đang ở. Dịp Tết vừa qua, lẽ ra là khoảng thời gian cả gia đình quây quần sum họp, thì lại biến thành trận cãi nhau, thậm chí là ẩu đả giữa hai anh em. Chứng kiến hai con trai lúc nào cũng về chuyện tiền nong mà mâu thuẫn, bà Siêu rất khổ tâm rồi đổ bệnh. Bà chẳng thể ngờ rằng tình cảm anh em ruột gắn bó từ lâu
bỗng dưng nhạt nhòa, không thèm nhìn mặt nhau chỉ vì chuyện đất đai. Quý vị thân mến, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, bất kể gia đình có hòa thuận thế nào, thì những bất đồng và mâu thuẫn luôn tồn tại. Bởi các thành viên có suy nghĩ, tình cảm khác nhau và không phải lúc nào cũng giải quyết được những mâu thuẫn trong anh em. Điều quan trọng là khi xảy ra mâu thuẫn, những người trong cuộc phải thực sự cảm thông, bao dung, lắng nghe và tìm cách giải quyết để gia đình giữ được hòa khí. Bởi ông bà ta có câu, gia hòa vạn sự hung. Sau tất cả, chỉ có tình thân là còn mãi, chỉ có hòa thuận gia đình mới có thể thịnh vượng. Dấu hiệu thứ hai, con cháu coi trọng chữ hiếu. Người xưa thường nói, đạo hiếu đứng đầu trăm điều thiện, ân cha mẹ lớn hơn trời. Nếu một gia đình coi trọng đạo hiếu hơn là vật chất, thì gia đình đó tất yếu sẽ ngày càng hưng vượng. Vì trong đạo Phật, hiếu thuận cha mẹ có thể đạt được phúc báo lớn nhất trên thế gian này. Cho nên, trong một gia đình, nếu con cháu biết coi trọng đạo hiếu, phúc báo cũng tự tìm đến. Còn nếu coi khinh chữ hiếu, cho dù có dùng cả đời thắp hương bái Phật, có đem bạc vàng cả núi để cúng dường, cũng sẽ chẳng cầu được phúc đức. Bởi nếu không tròn đạo hiếu với cha mẹ, hỏi con cái sẽ là gương thế nào? Liệu rằng gia đình ấy được mấy đời êm ấm hay chẳng mấy chốc đã ly tán? Câu chuyện buồn xảy ra với đôi vợ chồng già ở thôn Đồng Lư, xã Đồng Quang, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đã gây xôn xao và bức xúc trong dư luận xã hội suốt một thời gian dài. Dù đã ở tuổi xế chiều, song ông bà lại bị chính con cái đuổi ra khỏi nhà. Cả cuộc đời ông bà đã vất vả lăn lộn, mưu sinh bằng đủ thứ nghề nặng nhọc để nuôi dạy 7 người con trưởng thành. Khi các con khôn lớn, vì không muốn làm phiền con cái, nên ông bà chủ động sống độc lập. Chỉ đến lúc công việc không được thuận lợi, tuổi cao, sức yếu, ông bà mới tìm về với người con trai cả. Nhưng rồi, cuộc sống chung cũng không kéo dài được bao lâu. Ông bà đành chuyển đến nhà người con thứ ba để ở. Thời gian này, ông bà đã dồn hết những khoản tiền chắc chiêu để đưa cho con trai xây nhà. Vậy mà, một việc không ai ngờ tới, đó là khi khánh thành xong ngôi nhà, thì cũng là lúc ông bà bị con trai đuổi ra khỏi nhà. Những người con khác cũng viện dẫn hết lý do này, lý do khác, mà không ai chịu nuôi dưỡng bố mẹ. Không còn nơi nương tựa, ông bà đành dọn đến ở nhờ trong một căn nhà gần đình làng. Cụ bà ốm đau liên miên, mắt lại mờ, chân thì chậm, nên không làm được việc gì. Một mình ông lão đành phải đi bắt tôm cá, bán lấy tiền sống qua ngày trước sự thờ ơ của con cái. Song đúng là gieo nhân nào gặt quả ấy. Con cái luôn nhìn vào cha mẹ làm gương. Chính vì sự bất hiếu đối với cha mẹ mà sau này các con của ông bà cũng phải gánh chịu hậu quả khi chính những đứa con do họ sinh ra cũng đối xử lạnh nhạt, tệ bạc với họ. Đó chính là trái đắng cho hành vi của những đứa con vô tâm, bỏ mặc cha mẹ già yếu, không ai chăm sóc. Suy cho cùng, con cái chính là tấm gương phản ánh hành vi và tính cách của cha mẹ. Nếu bạn là một đứa con ngoan, hiếu thuận với cha mẹ, đứa con của bạn cũng sẽ trở nên hiếu thuận. Từ đó, gia đình trở nên êm ấm, thịnh vượng. Ngược lại,
nếu bạn là người hẹp hòi, so đo, tính toán, đối xử bất kính, thô lỗ với cha mẹ, vậy thì làm sao con cái bạn có thể trở nên hiếu thuận được đây? Cũng như câu nói, hôm nay bạn nuôi dưỡng cha mẹ, ngày mai con cái nuôi dưỡng bạn. Trên hòa, dưới thuận, phúc đức của gia đình sẽ tự nhiên tìm đến. Dấu hiệu thứ ba, gia đình tu thân tích đức. Muốn biết gia đình có phúc hay không, hãy xem các thành viên trong gia đình đó có coi trọng việc tu dưỡng bản thân và tu dưỡng đạo đức hay không. Nếu gia đình bạn coi trọng việc tu thân tu đức, thì chắc chắn gia đạo sẽ thịnh vượng, vận may tìm đến. Người trong gia đình làm gì cũng suôn sẻ và bình an. Người xưa có câu, hậu đức tài vận, nghĩa là đức sâu dày nâng đỡ vạn vật. Ý muốn nói rằng, làm người phải có đức hạnh tốt, thì mới có thể dung nạp được vạn vật. Cho nên, một người để làm được việc lớn thì phải có đức dày. Người mà không có đức lớn thì không thể thành được đại sự. Người có đức hạnh bao nhiêu thì nhận được bấy nhiêu phúc. Gia đình cũng vậy, phúc đức của gia đình càng lớn thì người trong nhà càng nhận về nhiều phúc báo. Trong đó, trạng thái tốt nhất của một gia đình là phụ từ tử hiếu. Cha mẹ hiền từ, đức độ, con cái hiếu thuận, tức nhắc nhở mọi người trong gia đình đều phải chú ý đến việc tu dưỡng đạo đức. Một người có đạo đức tốt, có tu dưỡng, thì dù đi đâu, làm gì, cũng được người khác kính trọng, có thể đạt được thành tựu to lớn. Theo quan niệm trong đạo Phật, nếu một gia đình giữ được năm giới về đạo đức, sống thiện nghiệp, hiểu và thực hành bổn phận của mỗi thành viên đối với nhau, như bổn phận cha mẹ đối với con cái, bổn phận vợ đối với chồng, bổn phận của con cái đối với cha mẹ, thì các thế hệ cùng chung sống sẽ hạnh phúc, hòa thuận. Lớp trẻ sẽ từ từ cảm nhận, thấm nhuần những giá trị cao đẹp như hạnh phúc lắng nghe nhau, tha thứ cho nhau, chấp nhận những khác biệt của nhau, yêu thương nhau, nâng đỡ nhau. Ngược lại, gia đình cha mẹ thường lục đục, mâu thuẫn, thì con cái sẽ không nhận định đúng đắn về những giá trị đạo đức và dễ rơi vào tình trạng chán đời, thất vọng như bỏ nhà đi bụi, sống bê tha, sống bất cần đời, rồi sa chân vào các tệ nạn nguy hiểm. Vì vậy mà tục ngữ Việt Nam có nhiều câu nói rất hay về ảnh hưởng của cha mẹ, gia đình đến con cái như giỏ nhà ai, quay nhà ấy, hay họ nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Gia đình, bản thân nó là một xã hội thu nhỏ, là tế bào cấu tạo nên xã hội. Như vậy, để có được nền tảng xã hội tốt đẹp, thì cần phải có hệ thống gia đình đạo đức với lối sống lành mạnh, giáo dưỡng con cái từ lời nói, suy nghĩ, việc làm, để con cái trở thành những người tử tế. Hơn nữa, một gia đình biết tích lũy phúc báo, chứa điều thiện, ắt sẽ có niềm vui, mà nhà tích chứa điều ác thì sẽ có tai ương. Những gia đình chú ý đức hạnh thì dù chuyện đang chờ cũng sẽ hưng thịnh. Nhưng nếu gia đình làm điều ác thì sớm muộn cũng suy bại mà thôi. Dấu hiệu thứ tư, gia đình có tiếng trẻ đọc sách. Đọc sách có thể thay đổi vận mệnh cuộc đời con trẻ, thậm chí có thể thay đổi vận mệnh cả trong gia đình nữa. Trong nhà, thường xuyên nghe thấy tiếng trẻ con đọc sách. Điều này chứng tỏ gia đình đó rất coi trọng tri thức, giáo dục. Trẻ nhỏ trong nhà yêu thích việc học tập,
nhà đó rất có khả năng sẽ hưng vượng. Người xưa nói, con cái là lộc trời, cho là sợi dây gắn kết gia đình, là huyết mạch truyền thừa, cũng là niềm hy vọng cho tương lai. Ở Trung Quốc, có gia tộc Bùi Thị, được truyền thừa hơn 2.000 năm, thật hiếm có trên đời. Tương truyền, trong gia phả của dòng họ Bùi, có 59 vị tể tướng, 59 vị tướng quân và gần 1.000 người nổi tiếng trong lịch sử. Làm quan thất phẩm trở lên cũng có tới hơn 3.000 người. Đặc biệt, trong dòng tộc có một quy định, người không thi đậu tú tài không được vào nhà thờ tổ tiên. Gia tộc họ Bùi từ trên xuống dưới, bất luận là già hay trẻ, tay đều không rời quyển sách. Tể tướng Bùi Viêm, thời Võ Tắc Thiên năm xưa, thường đọc sách tại Hoằng Văn Quán. Mỗi khi được nghỉ học, các bạn học của ông đều ra ngoài chơi. Chỉ có ông vẫn đọc sách không ngừng. Triều đình tìm người hiền đức, mời ông ra làm quan, nhưng ông từ chối lấy lý do đọc sách chưa xong. Ông học hành chăm chỉ, về sau tự mình thi đậu khoa cử. Danh tướng Bùi Hưu, thời Đường Tuyên Tông, thuở nhỏ cùng hai anh em đi học, ban ngày bàn luận kinh sách, ban đêm nghiên cứu thơ phú, nhiều năm không ra khỏi nhà. Về sau, ba anh em ông đều thi đỗ tiến sĩ. Đó là những câu chuyện trong lịch sử cho thấy tầm quan trọng của việc đọc sách và tiếp thu tri thức từ sách. Khi đọc sách trở thành thói quen trong gia đình, thì việc gia đình thịnh vượng sẽ không còn là điều xa vời nữa. Bởi sách mở ra một kho tàng kiến thức khổng lồ, đem lại hiểu biết cho ta trên tất cả các lĩnh vực. Sách còn giúp mỗi người hướng tới cái chân thiện mỹ của cuộc sống, giúp bồi dưỡng và hoàn thiện nhân cách, phẩm chất tốt đẹp. Cho nên có ai đó đã nói, đọc sách là cội nguồn của sức mạnh và giàu có, bền vững. Một gia đình không có sách chẳng khác gì một ngôi nhà không có cửa sổ. Dấu hiệu thứ 5, có những hàng xóm tốt. Người xưa có câu, bán anh em xa, mua láng giềng gần. Ấy là muốn nói đến tầm quan trọng của việc xây dựng mối quan hệ hàng xóm láng giềng. Khi chúng ta sống trong môi trường mà xung quanh là các mối quan hệ cá nhân hòa hợp, hàng xóm thuận hòa, giúp đỡ lẫn nhau, những phiền toái và đau khổ trong cuộc sống sẽ được giảm bớt. Hãy giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, đón tiếp họ bằng sự tử tế và trái tim ấm áp. Làm được điều này, cuộc sống của mọi người sẽ tràn ngập trong hạnh phúc và tiếng cười, tương lai đầy hứa hẹn. Quý vị thân mến, một gia đình nhận được nhiều phúc báo ngày càng thịnh vượng không phải đều ngẫu nhiên, mà nó đã sớm được định sẵn. Khi bạn ngưỡng mộ gia đình người khác, hãy nhìn lại gia đình mình, nhìn lại năm phương diện trên, xem liệu đã ổn thỏa chưa nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.